Ông làm cái hướng dẫn làm Rig V9 đi của Zero. Ok, anh xui V9 hả? Ok, đây là hướng dẫn này. Ok, hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel mình, với lại Leo Winter. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái Anisui V9 này. Thì cái này là các bạn trong team mình với một số bạn khác bảo mình là hướng dẫn làm cái Anisui V9 này đi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái Anisui V9 này. Thì cái này mình nói trước là cái cấu tạo của nó rất là phức tạp, cho nên là các bạn làm nó rất là khó. Ok, trước tiên thì cái này thì các bạn đặt vô rồi đó, các bạn sẽ control A cái test tool này. Các bạn tắt cái redstone này để cho nó đừng có bị cái lỗi mà con mắt màu đen á, có một số máy nó sẽ bị. Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ lấy ba phần này. Đây mình sẽ lấy cái skin của mình. Ok đây. Và đây. Ok. Thì cái phần head này các bạn delete nó đi. Thì trước tiên thì các bạn sẽ tìm cái phần mà ngoài của nó, cái miếng này nè, các bạn delete nó đi để xem đây. À, đây delete đi, cái này mình kéo ra cho các bạn thấy cái miếng này nè, để mình delete đi cho các bạn biết. Đây bạn nhấp mấy rìa dễ lấy hơn. Đây còn cái này nè, cái này nó không mình kéo cái mặt đi là nó vỡ mồm. Này kéo face này để xem cái face nó có bị không phải. Nếu mình kéo đi thì cái này nó sẽ bị mất, mình cũng chả hiểu sao nữa. Cho nên là thôi mình cũng để nguyên luôn đi, chứ nó còn lỗi quá mình cũng chả hiểu sao nữa. Mình cũng chưa kiếm được cái link mà hoàn chỉnh bản chuẩn 25 đâu, mình xài kiểu crack á. Ok thì mình cũng không nói nhiều nữa, trước tiên thì chúng ta sẽ kéo cái phần này ra đi. Đây kéo cái đầu lên. Đấy, rồi giờ lấy hai cái tay này chúng ta sẽ extrude bằng cách là u lợ như bình thường. Ok. Ủa. Đây, S2 91 độ, dạ 2 cm. Rồi là tới cái phần này. Cái phần thân. Cái này thì mình chỉnh nó là 2 cm. Ui. Đây, ok. Rồi cái này thì 1 cm. Ok. Ok thì skin mình làm nó khá là đơn giản. Phần khúc này thì các bạn chỉ lấy là trụ một thôi. Đấy. Rồi xong cái phần này, các bạn kéo cái này vô. Đây. Chỉnh là 0. Và bên này cũng là 0. Còn cái đầu là 0. Ok. Ủa chả hiểu, nếu mà chúng ta đi lấy cái đầu thì sao? Ok, nó chỉnh còn. Ôi rồi, cái này cái con này, SQ. Ok, giữ lại cái đầu ấy. Mình sẽ SQ cái phần chân của mình. Đây, đây. Chúng ta sẽ SQ như nãy thôi. Như cái video trước mình cũng đã SQ rồi. Ok. Sẽ là 2 cm nha. U lại thêm một lần nữa. Đây. Đây, okay. Đấy. Rồi, như chỗ này là 1. Ok, nhờ con u lần đây, cái này là tùy skin nó sẽ có nha. Ok, cái này cũng mong lắm. Đấy, rồi. Ok, thì vậy bước tiếp theo thì chúng ta sẽ vô cái Anisui, cái extra rồi access. Mình sẽ lấy hair building ra. Ok, mình còn máy mình còn lỗi hơn cái đấy. Ok, mình sẽ lấy cái skin vô rồi kéo ra extrude thôi. Để lấy cái body đi. Đấy, rồi xong rồi mình lấy cái phần đầu ra, cái phần đầu này nè, cái head này đây. Đấy rồi, cái head là sao đây. Ok, chúng ta sẽ extrude cái phần này. Lấy cái phần bên trong đây, thật phải cái chuẩn. Đây rồi, chỗ này chỗ này rồi, u là nó nếu có cái nó thì mình extrude hay mình ra. Rồi đấy. Ok, 2 cm. Ui vậy.
một thôi, một thôi, một. Rồi xong rồi bỏ cái phần này ra, một đấy. Rồi chúng ta sẽ extrude cái phần này. Cái này là tùy style của mỗi người nha các bạn. Vì mình làm thì mình làm theo cách của mình thôi. Mình cũng chẳng biết, mình chẳng biết gì được. Mình chỉ làm theo kiểu mà mình hướng dẫn các bạn làm thôi. Ok. Thì đấy, rồi extrude lên 2 cm. Đấy. Rồi cái khúc bên đây thì rồi em delete cái mé ngoài trong này nè. Ok, đây là cái extrude của mình. Còn mấy bạn nào mà có trình trong mình á thì các bạn nó chắc hẳn các bạn nó cũng biết là làm những cái này thì có khi các bạn nó còn làm đẹp hơn mình á. Ok, thì cái này cũng 2 cm mà mình chỉ làm video hướng dẫn thôi cho nên là cũng đừng nói gì à, xem tham khảo không được thì thôi đấy. Rồi, đây ok, hay xanh rồi. Giờ tới cái phần hết bên đây. Ok thì bỏ cái phần này đi. Rồi lấy cái phần này, cái nào cái phần của cái nón này nha. Ok đây 2 cm. Ui có gì fail này. Ok 2 cm đấy. Rồi cái này đấy. Ui còn cái này rồi. Ok thì tiếp theo là cái phần nón. Cái nón trên đây này. Cái phần nón này thì video trước mình cũng có làm về cái phần nón này. Ui, vui vãi mình vừa làm gì vậy. Extrude này là 2. Sau đó là các bạn kéo phần này ra thì kéo 20 cm với 5 cm. Thì như video trước thì mình thấy cái kiểu này extrude này đẹp hơn so với là nếu mà các bạn kéo 30 cm thì nó vuông nhất. Còn là các bạn làm cái cách kia cũng được. Rồi ok giờ thấy cái tóc này. Đây xanh rồi extrude ra rồi extrude lên. Ok cùng tạo bổ. Bây giờ mình sẽ kéo cái này vô chung với cái nón. Các bạn chỉnh là không đi đó, 5 cm rồi các bạn thấy. Còn trên cái nón của mình còn cái chi tiết nữa. Yeah, đấy. Rồi 1 cm thôi. Đấy, ok. Giờ thì đặt cái nghe này vô trên đây. Không này. Không, không có bị cái gì đấy. Cái này cái khách đấy à, không. Không thì nó bị cái ấy à. Không. Rồi. Ok rồi nè. Bây giờ thì cái này các bạn mình nghĩ là các bạn nên giống như là chỉnh cái biểu hiện của cái mặt trước khi các bạn gắn cái skin vô. Ok thì cái phần extrude này thì xong rồi các bạn, mình sẽ sell ra ngoài desktop. Ok replace rồi đây. Ok thì bây giờ mình sẽ tạo cái con mắt nó sao. Bye. Còn cái lông mày là cái nào ta? À. Ok, cái này là di chuyển cái miệng. Ờ, ok. Thì cái này nhìn nó phức tạp phải cái đó. À. Ôi vậy. Sao lông mày kìa. Đi. Đây. Ok, sau khi các bạn chỉnh cái mặt mày cảm xong các bạn lấy cái skin của bạn vô. Bắt đầu mất cái skin rồi. À đâu rồi đây. Alpha nó. Thì cái bản này nó sẽ mất tiêu. Mình cũng chả hiểu sao. Đây. Tiện cái bản cho nó mất tiêu mà cũng chưa biết lý do nữa. Nói chung cho nên là mình khuyên các bạn là nên làm trước. Đó các bạn làm vô và xong rồi cái này nó mất tiêu luôn. Rồi còn cái anime của cái chân nó cũng mất tiêu luôn. Ôi các bạn để mặc định đi. Để mặc định cho nó lành. Rồi xong nó mất luôn.
Rồi ơi, rồi mình nghĩ là nên để như thế này đi. Rồi còn cái cục mà em nghe cho mình mục tiêu này, cục mà tạo boost. Ok, trong cái chân nó có cái cục trong đó rồi ta. Đây nè, vừa phải. Ok, chỉ xuống không đi. Kéo này ra rồi, xong chỉnh này xuống không. Ui, phải cả. Cho nên là cái này là do là cái chân này stru của mình nó có dính líu một chút với cái này, cho nên là nó cái kiểu mà giống như cái chân ngoài stru lớn quá, cái ô nó không có lớn, nó không có đủ lớn cái nó vậy nha. Cho nên là để đổi như thế này đi, rồi sau đó mình chỉnh cái phần cái này. Ok, xoay nó vừa phải cái mặt nhìn như xe tao bay à. Quên, mình còn cái phần đầu đó đúng không? Cái phần đầu này nè thì các bạn sạch cái phần mà này nè, các bạn ghi là A chấm đó, các bạn ghi là A chấm, sau đó các bạn kéo cái hair mirror vô cái AF, rồi xong các bạn xóa này đi đó. Rồi xong đấy, rồi bây giờ cái đầu nó phải di chuyển theo chúng ta đó. Rồi đó, hay chưa, các bạn thấy rồi đúng không? Đấy, ui vãi, nhầm. Đây, ok. Thì cái chân này, cái này là tại vì cái ô nó nhỏ mà extru nó to, các bạn thông cảm. Ok, cho nó xoay qua đây đi. À, extru giờ tạo boost. Ok, tạo boost xuống đây, cái chân nó bởi cái đá ra. Gạt cái camera đây, mình thấy cái boss khúc này nè. Shit. Đặt đây. Chỉnh cái chân sao mà cho nó đừng có bị cái kiểu mà nó bị dính, nhìn nó kỳ. Ok, thì còn cái tay thì cái Anisui này nó phức tạp phải cái chữ nha. Ok, thì biết tại sao không? Tại vì cái này nè nó như thế này nè, cái kiểu như này nè, nó kiểu mà như là auto ấy, nó nhìn nó anime nó rất là khó. Ok, ok, mình thử mình tạo cái boss này. Đơn giản thôi, chơi đọc vậy là chết. Đây thôi rồi. Ok, thì các bạn tìm cái chỗ một cái finger của nó này. Đây nè, rồi kéo cái xanh lá lên. Ok, cho nó mở cái ngón tay ra rồi. Không công sao ấy. Cái tay này như là mình để cho nó thoải mái chút. Còn cái này là, không phải, cái này không có tay dùng. Cái này là làm cho cái nó hở ra. Hở ra khép lại này. Đây. Rồi chỉnh cái này. Ok. À, còn cái khúc này này, sát chút ra qua đây cho nó smooth một chút đấy. Rồi cái bên đây thì mình cũng mở cái finger luôn để mình hồi mình cho cái kiếm nó vào. Ok, mình nghĩ mình để cho cái tay bên đây nó cầm đuốc. À, tay bên đây đang xíu nhìn nó vi diệu quá. Ok, rồi ở đây thì mình lấy cái này đi. Ok, rồi nó smooth rồi ấy. Mình thấy cũng khá là smooth. Ok, thì mình sẽ tạo hai cái boss khác nhau luôn. Rồi chứ thì mình lấy cái content browser, nó có một số cái này nhìn nó cũng rất là chất chơi, nên mà mình thì định lấy cái cái gì extra effect gì order lấy gì siêu này, lightning này, kiểu đồ nghe effect nè. Đúng rồi, mình đang cần cái effect nè. Ví dụ như mình lấy cái flash thì mình đặt cái này lên, thì lúc mà các bạn kéo cái frame này thì nó sẽ có cái hiệu ứng flash như đây. Các bạn nhớ to nè. Cái này Anisui nhìn nó cũng có một số cái effect nhìn cũng khá là thú vị, nhìn bắt mắt á. Đây, rồi đó, nhìn ôi ảo vãi. Đây một cái nữa. Ui, mình lại lấy một cái torch, mình lấy cái electric này ném vô. Okay. Electric này, electric ở đây nữa, dùng cái torch. Ok, nó nhiều electric quá rồi. Sao ta? Ok, vậy đi. Cái electric này nó nhỏ. Phải là có một tia à? Ui. Kệ vậy đi.
Còn trong cái bản này thì các bạn không dùng tới thì các bạn cứ như thế này đi, các bạn gắn cái skin vào. Đây, cái khúc này bị mất thì thôi, cái này là do các bạn cũng làm anime hết rồi, bận tâm làm gì. Đúng không rồi, thì cái khúc này sao nó có trắng trắng cái gì đây. Ok, rồi đó đi. Chắc skin mình giả lỗi gì vậy. Đây là nó có một số cái lỗi gì đấy, mình đeo ổn rồi. Mình xem được cái skin này. Ok, chắc là vậy. Rồi đây mình xem một chút. Ok, torch. Ok, mình có cái torch. Mình đây tạo dáng này. Thấy mấy cái electric này nhiều cái nó không đẹp. Em cái flash là được rồi. Cái torch. Ok, mình sẽ kéo nó vào cái tay. Ok, nó là cầm cái đuốc rồi đó. Bên đây thì mình định cho nó cầm một cái kiếm, nhưng mà trong đây không có, cho nên các bạn tự tải cái rất cái kiếm ở bên SCP-5 cũng được, hoặc là xài quản tải trên mà tùy ấy các bạn, mà đam mê siêu cũng để thì có tìm mấy cái rất là trên Google nhiều gì thiếu gì. What make ta nhập tộc của bạn mua đồ lại luôn với em tìm đi, không bao giờ bắt cầm rồi đi, mình tìm cho nó nhiều. Ui nó đơ luôn rồi, ui vãi chưởng, mình nhớ cầm rồi bị đơ rồi. Ok, extra của nó rồi. Mình lấy cái sword. Sword là cái máu này. Sword đá. Vãi, sao khúc này đang thua vậy? Bên đây nó có bị đen không? Ôi, kiếm lõm rồi. Kiếm này kiếm lõm. Vãi, còn nhiều kiếm à. Thiếu nữa gì kiếm. Này. Mình thấy như là mình thích cái kiếm này rồi đó. Tại vì nó có bẻ cong này, cái setting bẻ cong này. Đây nè. Bẻ 80 cũng đẹp á. Ok, nhỏ xíu này. Nhỏ bớt một chút. Mình thấy nó hơi lớn. Ok, xoay nó lại. Alright. Finger cho nó buồn sẽ buồn. Cái miếng kiếm nó chút đây nhìn khác ngay rồi. Giờ chúng ta sẽ chỉnh cái render setting như cũ, hơn 1280 70. Rồi nhấn chia option này, các bạn bật cái này lên rồi FBN location này là 1 này, cái này là 200. Rồi effect gì thêm cái depth of field rồi. Đây. Nhìn khá là ảo. Ok, render ở bước này đi. Rồi khoan, mình chưa chỉnh một cái này nữa. À, self này là cái self các bạn chỉnh bằng là G rồi alpha channel nha các bạn. Bạn nào self thì bạn self file kiểu rồi. À, rồi. Render ra nào. Bỏ cái này đi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái boss thứ hai, chúng ta sẽ xóa cái camera đi. Làm cái boss khác. Một cái torch. Một cái flash luôn. Ok. Đi cái cục này. Nắm cái này. Ok. Cái sword thì mình thấy mình còn đang giữ. Từ từ. Bỏ cái sword ra đi. Để đi. Xoay hướng khác. Smooth một chút. Ok. Làm sao tạo đây? Phải dán. Sẽ xuống xíu này. Rồi bên đây thì lấy cái miếng sành này ra. Ok.
đây này. Đấy, còn cái chân bên đây thì mình xích qua. Lên chút. Rồi đây nó phèo này. Đây, cao lên chút. Vậy được. Để cầm chút. Bên đây thì bên đây cũng tạm ổn. Chỉnh bộ một chút này được. Cái tay này nè, hơi dị. Để mình chỉnh một chút. Đây. Ok. Cái này tùy dáng mà đúng không? Đây. Mình thấy cái góc này đẹp nè. Ok, lấy cái góc này trước đi. Rồi xoay vào hướng mà sao ta. Không, không phải đây. Màu xanh dương. Đúng rồi, màu xanh dương. Hay lắm, màu xanh dương. Đưa cái chéo lên, dát vô. À, động tác phải kiếm kiểu gì. Từ từ, nó hơi cứng. Smooth chút nè. Một chút đi nè. Cũng được. Đây. Rồi giờ lấy cái suộc này vô. Ủa phải. Sao không lấy cái suộc được. Ok. Rồi kiếm vạch đi. Kiếm vạch. Đây. Rồi kéo nó vô đây. Nè. À. Ok. Chưa đều. Chỉnh chút nè. Đây. À đây nè. Rồi xích xuống xíu. Xoay qua. Rồi. Ok. Kéo nó lùi xuống vô. Đây. Rồi kéo nó. Kéo mà cầm sát vô á. Rồi. À, cái kiếm này, cái kiếm. À. Đây rồi, nhìn cũng ok. Rồi, thêm một cái kiếm này đây. Ok, sẽ qua đây. Ô vãi, cái khúc này nhìn nó còng vãi luôn. Vãi cái còng. Còng ghê quá. Ok, cây này mình lấy cái khúc sắt. Ok. Xuống tí. Tại vì cái này Alice Wee là làm nó hơi khó. Nhìn cấu tạo nó phức tạp lắm. Ôi vãi cả tay. Tay sở điều khiển khó như trời. Cái tay thôi mà sao mình làm khó tới cái gì. Còn kéo nó ra ngoài thôi. Hát não mày. Vậy đi. Vậy đi trời ơi. Làm chi nhiều nhìn hát não vậy cái đấy. Ok. Kéo nó vô đây. Chỗ cộng nằm xéo mặt luôn. Vậy. Ok. Đi đi. Rồi. Chưa đủ cộng rồi. Rồi. Rồi vậy đi. Nhìn cũng ổn đấy. Giờ canh camera lại thôi. Rồi à, lấy thêm một chút hiệu ứng của Alice Wee vào cho nó gắt.
Unusual extra effect like a blast. Này giảm máu xuống này. Spiral slap blast. Blast nhìn nó éo. Nhìn nó éo vậy. Đâu thử xem cái blast của nó. Ủa vậy. What the hell vậy? Hiểu teleport à? Nhìn như hiểu teleport gì? Kệ, nhìn cũng đẹp. Ok, lên đưa bức này ra. Đây, đây là cái bước đầu này, nhìn xong rồi nè. Bức này nhìn nó sao? Kiểu gì vậy? Vãi trưởng. Mình bị éo gì? Vãi cái mặt mình nó bị ấy rồi. Ok, thôi kệ đây, mình sẽ fix trong Photoshop sao. Cái này chắc không tại skin của mình đấy mà. Ok, stop đi. Rát thịt một, ok. Rồi, giờ chúng ta sẽ đợi render cái bước này, giờ chúng ta sẽ skip đi. Ok, và cái boss này cũng đã xong. Giờ chúng ta sẽ xem us. Nó ra ngoài. Để stop, chúng ta sẽ nhớ là 2. Yes. Ok, giờ chúng ta sẽ chiêm ngưỡng thành quả nè. Rồi, chiêm ngưỡng thành quả đi. Yes. Sao nó chạy lên nhỉ? Đợi nó lên. Đây, đây là cái nút. Còn bên đây là cái lúc nãy. Ok, và nếu các bạn thích video của mình thì các bạn nhớ để lại mình like, subscribe, share để ủng hộ mình làm những cái hướng dẫn khác nha các bạn. Ok, đây là cái hướng dẫn của Anisui và chúng mình đến là kết thúc. Here we go.